Ok xin chào mọi người lại là Ryan đây và video này mình sử dụng để phân tích cho mọi người nghe về biểu đồ vàng và mình giao dịch trên khu vực H4 của thị trường cho nên là mọi người cũng lưu ý là những ai mà chúng ta cũng tham gia phân tích cấu trúc theo H4 mà chúng ta giao dịch đấy thì sắp tới là chúng ta cần phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để vàng nó xác nhận được đây có phải là một cái MSOS hay không khi mà giá nó đã có một cú swing ở đây và chúng ta cần phải xác nhận đây có phải là swing không khi mà giá có thể ăn qua được cái đỉnh này và nó tạo thành một cái MSOS ở đây đấy thì chúng ta sẽ có lý do để mà chúng ta chờ giá quay trở về những cái khu vực cực trị tạm thời vừa mới được tạo ra này và chúng ta canh bay lên những cái khu vực cao hơn ở trên này theo cái setup sale trong đầu tuần hôm trước mà mình có chia sẻ à, tương tự như vậy thì hiện tại DSI nó cũng đang đi theo cái phân tích của mình trong video vào 6 giờ sáng ngày hôm nay ha và chúng ta um, cũng cần biết là sắp tới nó có những cái trường hợp nào xảy ra để mà chúng ta tham gia giao dịch rồi thì hiện tại ở đây khi mà mình chuyển vào khung thời gian 1 giờ mọi người có thể thấy được là chúng ta có một cái setup sale ở đây khi mà đã có một cái nhịp tăng bất thường ở khu vực này tạo ra một cái nhịp chốc đầu tiên, những ai mà chúng ta tin ý thì chúng ta cũng có thể nhìn ra cái việc phá vỡ này ở khung thời gian M30 này mọi người có thể thấy là lực tăng ở đây tăng một cách đột biến và khi mà mọi người bật cái bảng khối lượng lên ấy, thì cái nhịp tăng cái nhịp giảm và cái nhịp tăng này nó đều là những cái nhịp mà nó thoát ra khỏi đường MA và mọi người có thể thấy được là ở cái khu vực 23 và 23,5 ngày hôm trước chúng ta canh mua thì giá nó đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh lên phải không ạ? À? Và mọi người có thể thấy được là ở bên này nó có một cái confirm tăng, một cái confirm tăng ở đây và chúng ta đã thành công bắt được giá ở bên dưới này đúng không? Hiện tại để mà giá có thể là phá vỡ cấu trúc của H4 để mà và đi lên ấy thì nó cần phải có thêm nhiều cái động lực hơn nữa và à, hiện tại là giá nó vẫn chưa phá vỡ được cái đỉnh này, nó vẫn chưa chạm được vào cái mốc swing khu vực 1845 này, cho nên là chúng ta vẫn chưa biết là liệu là nó có thể đi lên những cái đỉnh cao hơn nữa hay không hoặc là có thể tiếp cận với cái khu vực li quy ở 1870 này, cho nên ấy hiện tại mọi người chúng ta có hai cách xử lý là những ai mà chúng ta đã buy ở khu vực bên dưới này chúng ta có thể chốt 70% hoặc là mọi người cài SL về NG đấy và những ai mà chúng ta chưa entry thì chúng ta có thể chờ đợi trong tuần này ở cái khu vực 1827 này tức là ở trong cái cây nến này mọi người nhớ nhé, chúng ta cố gắng là chúng ta đợi giá đi vào cái khu vực bên dưới này thì chúng ta mới tham gia chúng ta entry nhé tại vì ở khung thời gian 4 giờ giá nó vẫn chưa vượt qua được cái uh, vùng cực trị cái vùng control ở đây này đấy rồi thì đó là kế hoạch của vàng cho tuần tới nó cũng khá là đơn giản đúng không khi mà hiện tại là chúng ta chưa có bất kỳ một cái uh, thông tin nào nhưng mà nói cho mọi người hiểu đơn giản thì chúng ta hiện tại là chúng ta đang uh, kỳ vọng vào một cái uh, lệnh buy vàng counter trên thì lệnh swing sell vàng thì chúng ta đã có ở khu vực 1888 và 1951 rồi Vậy thì hiện tại mình đang ủng hộ cho việc là chúng ta bay vàng lên những cái khu vực cao hơn ở trên này khi mà giá nó đã có dấu hiệu là nó phá qua được cái minor break của khung thời gian 4 giờ này và hiện tại là mình cũng thấy được một cái TR wick up ở khu vực uh, 42 cho tới 30. Vậy thì hiện tại là đấy kế hoạch đơn giản là chúng ta sẽ chờ giá quay trở về những cái khu vực 26, 27 này, những cái vùng khu vực cực trị bên dưới này để mà chúng ta confirm chúng ta buy lên. Còn nếu như giá nó có thể phá vỡ qua cái swing low bên dưới này, thì chúng ta sẽ canh bắt ở những cái supply mới vừa mới được tạo ra. Và mọi người cũng lưu ý, hiện tại giá nó đã đi vào cái khu vực mức cân bằng của khung thời gian D1 cho nên là sẽ thường có xuất hiện rất là nhiều những cái pha bullbet rất là mạnh lên như thế này cho nên là cả buy và sell cũng cần phải quản lý vốn thật là kỹ để tránh bị quét sl nhé ok thì đó là nội dung của video ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ hẹn gặp mọi người ở video lần